Hey! 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 Ho! Hey! 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 Ho! Quê vì nước thiên nhiên cuồng xa, đoàn thanh niên ta có tài ba, tạo nguồn dân sinh mới, hùng mạnh trong năm giới, hợp lực xây vững tình chung nước ta. Lùi lên trên này chốt cho nó. Thưa quý vị, hôm nay mình tập thể dục thì nên bỏ cái áo chảo ra ngoài cái này. Ghê gì hăng vậy, hăng vậy. Hôm nay thợ đếm mà. Không, hôm nay thì ông thợ đếm ơi. Ngày hôm nay là miễn đếm cho ông nhá. Miễn đếm hết. Miễn đếm. Rồi. Hôm nay là mình, hôm nay mình tập tự do. À, xin mời tất cả quý anh chị vào trước khi buổi tập, tôi xin được thông qua cái chương trình buổi ăn sáng tất niên hôm nay. 8:30 là khai mạc. Thứ nhất là anh Hùng sẽ chào mừng và cảm ơn các thành viên cùng quan khách đến tham dự. Hai là giới thiệu huấn luyện viên bộ môn nghệ dưỡng sinh tại San Diego. Ba, bốn,
phát biểu ý kiến cá nhân về những kết quả qua tập luyện. 5. Ăn sáng hàn huyên tâm sự văn nghệ. 6. Kết thúc. Tiếp đây thì tôi xin mời anh Tùng để đại diện cho anh em để chào mừng quan khách. Kính thưa quý vị, tôi xin phép nha, cho tôi đi hơi lộn xộn chút để tôi quay. Giờ mình lọc bệnh ngoài phong lẫm liệt. General đại tướng. À, kính thưa quý vị, thay mặt anh chị em huấn luyện viên bộ môn gậy dưỡng sinh San Diego, chúng tôi rất vui mừng chào đón và cảm ơn quý ông bà, quý anh chị đã bớt thì giờ đến chung vui với chúng tôi sáng nay. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn anh chị Trịnh Văn Phước từ Laguna Hill đến, anh Mã Tính ở San Diego và quý anh chị Trần Phước Huynh, Phạm Quang Văn từ Orange County đến. Mục đích của quý anh chị đến chia vui với chúng ta, đồng thời có ý thành lập một sân tập gậy dưỡng sinh ở địa phương quý anh chị. Chúng tôi hoan nghênh ý định này và sẵn sàng hỗ trợ những gì chúng tôi có thể. Mỗi lần tổ chức tất niên, chúng ta không quên bác Mai Bắc Đẩu, người sáng lập bộ môn gậy dưỡng sinh. Năm nay vì tuổi già sức yếu bác không thể đến được, xin mọi người cầu nguyện cho bác. Thưa quý vị, nhìn lại sinh hoạt của sân tập chúng ta trong năm qua vẫn hoạt động đều đặn vào mỗi Chủ nhật từ 8:30 đến 9:30 sáng. Được như vậy là nhờ vào sự hưởng ứng tích cực của quý ông bà, anh chị đã đến đây để trao đổi những kinh nghiệm về việc gìn giữ sức khỏe và tập gậy dưỡng sinh. Hầu đem lại niềm vui và sức khỏe trong tinh thần vô vị lợi. Chúng tôi nghĩ hầu hết quý vị hiện diện hôm nay đang có tuổi ở vào buổi chiều của cuộc đời, cho nên vấn đề sức khỏe là quý hơn hết. Chúng ta cần kiên trì, cố gắng luyện tập mỗi ngày. Nhờ đó giúp quý vị sống yêu đời hơn, sống hạnh phúc hơn, đồng thời có thể chia sẻ niềm vui đó với người khác. Anh chị em huấn luyện viên chúng tôi hy vọng sang năm mới, sinh hoạt này được duy trì và phát triển đem lại lợi ích cho nhiều người. Chúng tôi cảm ơn quý ông bà, anh chị đã đóng góp ý kiến và hỗ trợ tài chính để tổ chức bữa ăn sáng tất niên hôm nay. Nhân dịp này, chúng tôi thay mặt tất cả quý bác, quý anh thường đến đây sinh hoạt, không quên quý bà, quý chị, quý ông đã thường xuyên quan tâm, gửi quà, trà, bánh đến khuyến khích chúng tôi vào những ngày Chủ nhật. Xin chân thành cảm ơn tất cả về những việc làm tốt đẹp đó. Thưa quý vị, chúng ta là những người may mắn đang sống tự do, thoải mái trên vùng đất nắng ấm, an bình so với nhiều vùng khác của nước Mỹ và trên thế giới. Xin cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta một năm an lành. Mỗi khi xuân về, Tết đến, dù sống xa quê hương, chúng ta ước mong cho đất nước Việt Nam sang năm mới có nhiều thay đổi, để người dân được sống tự do về tinh thần và thoải mái trong cuộc sống, nhất là những người nghèo khổ có cuộc sống mỗi ngày, mỗi tốt đẹp hơn. Trước thềm năm mới Bính Tuất, một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc quý vị và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả. Đã tiếp đến đây là phần giới thiệu huấn luyện viên bộ môn gậy dưỡng sinh. Trong cái phần giới thiệu này thì tôi cứ thường bị lấn cấn lắm, rất là khó. Nhưng mà theo cái danh sách của anh Hùng Việt giao tôi đó, thì tôi thứ nhất tôi phải giới thiệu là anh Nguyễn Thanh Hùng, là trưởng bộ môn, trưởng tại San Diego. Kế đến vì tôi phải giới thiệu là những vị mà tập mà theo thứ tự nhận vào trước đây với cụ Mai Bắc Đẩu đó. Thứ hai là anh Lê Phú Lộc. Thứ ba là anh Trịnh Văn Phước. Thứ tư là anh Quỳnh Hữu Thuận.
thứ năm là cô Lương Kiều Hương. Và cuối cùng là Nguyễn Gia Đức là tôi. Xin mời anh Trần. Đây phải đi theo thứ tự, tôi là chót nhất. Dạ. Tự giới thiệu. Vâng, đã tự giới thiệu rồi. Ok. Ở đây là các anh em huấn luyện viên, anh chị em huấn luyện viên bộ môn nghệ diễn sinh. Cảm ơn. Vâng, tiếp đến thì là cái phần bài tập nghệ dưỡng sinh. Xin mời anh Lộc để hướng dẫn. Xin kính chào quý vị. Tôi được hân hạnh đại diện cho các huấn luyện viên hôm nay để tới để hướng dẫn buổi tập ngày hôm nay, cũng là buổi tập tất niên. Vì là buổi tập tất niên cho nên là chúng ta có thể giản dị đi một chút xíu, thay vì tập nhiều như cũ thì hôm nay tập cũng như là để biểu diễn thôi. Và trước khi tập thì xin mời quý vị cùng tôi hô khẩu hiệu dưỡng sinh. Dưỡng sinh. Chúng ta đi ngay vào động tác thứ nhất, quay vào vai, hít sâu và thở dài. Chân trái bước, chân trái bước, người trước đùi. Ta bắt đầu. Hít vào. Thở ra. Hít ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Thôi, nghỉ. Khi nghỉ thì chúng ta xoay mông. Từ trái qua phải và từ phải qua trái. Qua động tác thứ hai, xoay cuộc sống, vẫn hít sâu và thở ra. Chân trái bước, chân trái một bước. Chạy trên vai. Động tác này chúng ta đưa tay phải ra đằng trước trước. Bắt đầu. Hít vào. Thở ra. 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 Thôi, nghỉ. Trong khi nghỉ chúng ta bám chân ra đằng sau. Đó, thật càng mạnh càng tốt. Và động tác thứ ba, nghiêng người. Hai chân chụp lại hình chữ V, lại chân vai. Động tác này chúng ta nghiêng sang bên trái trước. Bắt đầu. Hít vào. Thở ra. 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 Thôi, nghỉ. Trong khi nghỉ chúng ta nhón chân lên và thả mạnh gót chân xuống. Chúng ta bước qua nhóm thứ hai, hít thở bình thường. Động tác thứ 4, đá gật. Hai chân đứng bình thường, gậy trước đùi. Bắt đầu. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Thôi. Nghe. Qua động tác thứ 5, vẫn hít thở bình thường, xuống tấn. Hai chân đứng bình thường, gậy trước đùi. Động tác này chúng ta bước chân phải lên trước. Bắt đầu. Hít. Thở. Hít.
hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, thôi, nghỉ. Trong những động tác nghỉ này, chúng ta có thể lặp lại bất cứ một trong ba động tác nghỉ mà chúng ta đã thực hiện trước. Động tác thúc đấm, ngồi trên gót, hai chân đứng cách nhau khoảng chừng độ 10 phân gãy trước đùi. Khi ngồi chúng ta nhớ chụp hai đầu gối vào với nhau. Bắt đầu, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Chúng ta qua nhóm thứ ba, trở lại hít sâu và thở dài. Động tác thứ bảy, chèo thuyền, gậy sang bên trái, chân trái bước lên trên một bước. Chúng ta bắt đầu hít vào, thở ra, 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 thôi. Đổi gãy sang bên phải, chân phải bước lên trên một bước. Chúng ta bắt đầu hít vào, thở ra, 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 thôi, nghỉ. Qua động tác thứ 8, cúi lưng, chân trái bước sang trái một bước, gậy sau lưng. Khi hít vào chúng ta ngửa mặt lên, bắt đầu, hít vào, thở ra, 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 thôi, hít. Làm lâu rồi. Qua động tác thứ 9, mặt người, chân trái bước sang trái đường bước, gãy trước đùi. Chúng ta bận người sang bên phải trước. Bắt đầu, hít vào, thở ra, 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 thôi, nghỉ. Động tác thứ 10 trong cuộc sống. Tay chân, chân trái bước, chân trái bằng bước, gãy trước đùi. Cho bắt đầu, hít vào, thở ra, 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 thôi, nghe. Động tác thứ 11, vòng cá khôn, chân trái bước, chân trái bước,
khá độc gây chất, gây chất ngập. Động tác nào chúng ta nhớ quay sang bên phải chất. Bắt đầu hít vào, đảo cái, thở ra, 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 thôi nhẹ. Động tác thứ 12 là động tác nghỉ, là động tác mà chúng ta đã thực hiện sau mỗi một động tác chính. Mình thử ra sau động tác thứ 11 là chúng ta chấm dứt bài tập ở đây. Sau đây là phần chúng ta sẽ thảo luận vui với nhau về đề tài là thực tập bằng như thế này có giúp ích gì cho chúng mình hay không. Thế thì theo như đề nghị của các trò chơi anh em, chúng ta sẽ quay mặt sang bên kia và tôi sẽ đứng bên kia, đồng thời chúng ta đứng sát lại với nhau để thảo luận đứng dễ. Mời 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 các quý vị quay quay mặt sang phía bên này. Và đứng đứng gần sát nhau thành hình vòng cung để thực hiện cho nó dễ. Quý vị quan khách cho mình nghe cái lời chia sẻ cái sự lợi ích của tập này của chúng ta. Rồi xin mời quý vị đứng gần ở đây. Chị Quang ơi. Mình đứng gần ở đây thảo luận thì có vẻ vui hơn. Rồi trước hết thì tôi muốn chia sẻ với các anh em cũng như là các quý vị quan khách ở đây một vài nhận xét tôi về vấn đề tập tay. Tôi tập như vậy đã được trên 5 năm ở cái sân này, trên nhà anh Hùng rồi. Trước khi tôi tập thì thật sự tôi cũng có tập những cái chuyện khác. Nhưng mà cái mục đích của tôi là tập làm sao cho nó ra mồ hôi thôi. Nhưng mà cái ra mồ hôi không á, không đủ để chữa cái bệnh tê thấp. Bởi vì cái bệnh tê thấp là cái bệnh mà nó ở khớp xương chứ không ở cái ăn thua cái mồ hôi. Thì sau khi mà tôi tập dưỡng sinh khoảng chừng độ 3-4 tháng là tôi thấy khác rồi, ngủ không thấy đau người nữa. Và nó quả thật là tôi nhận thấy là cái riêng về phần tôi thôi thì cái gậy dưỡng sinh này giúp ích cho tôi rất nhiều trong cái vấn đề mà đau khớp xương. Là vì như quý vị đã thấy là mình khi mình tập đó thì một phần lớn là mình bẻ xương từ cổ cho xuống chân, chỗ nào các khớp xương của mình cũng phải cử động hết, thành thử nó giúp ích rất nhiều. Vì thế cho nên tôi lại đặt cái gậy dưỡng sinh này lên hàng đầu đối với tôi trước. Sau khi tôi tập gậy dưỡng sinh rồi thì tôi mới tập cái gì sau thì tôi mới tập. Đó là tôi chia sẻ cùng quý vị cái ích lợi của việc tập cái gậy dưỡng sinh là như vậy. Và sau đây thì các quý vị ở đây có ý kiến gì để phát biểu cho tất cả mọi người cùng nghe. Cảm ơn các anh. Tôi vài ý kiến xin phát biểu với quý anh. Thứ nhất là tôi cũng thấy cái lợi ích của dưỡng sinh này ở chỗ cái động tác chót thứ 11 các vòng cặp khô á, tôi cảm thấy nó bớt đau lưng nhiều, tức là mình vận động cái lưng mình, nó cái xương sống mình nó hình như nó thẳng rồi sao mà tôi cảm thấy nó bớt, đó là cái lợi ích mà tôi nhận thấy. Cái thứ hai là cái động tác mà bị chân nữa, tôi cảm thấy là cái chân nó khỏe hơn chút nữa. Và cái cảm nghĩ thứ ba của tôi là tôi rất là cá nhân tôi rất cảm ơn anh Hùng đã hy sinh một cái chỗ này để anh em tập mỗi tuần. Cũng cảm ơn quý huấn luyện viên, các anh đã hy sinh mà tập luyện chúng tôi không có một chút lợi và là cái gì hết. Nghĩa là ý tôi nói là về vật chất đấy, các anh rất là các anh rất là rộng lượng và giúp đỡ chúng tôi. Đó là cảm điểm, tôi xin cảm ơn. Thưa tất cả quý vị, tôi là cái người mà trẻ nhất trong cái nhóm này, mà tôi cũng đến sau nữa. Nhưng mà đều tôi thấy rằng cái gậy dưỡng sinh này nó giúp cho chúng tôi, bản thân chúng tôi phải
thứ nhất á là về thư giãn về xương cốt là cái chuyện đó là tất nhiên rồi, nhưng ngoài ra có cái quan trọng nữa là thư giãn về tinh thần. Tại vì chúng tôi tới đây á thì trước khi mà tập á là chúng tôi là bàn nói chuyện với nhau, đem tâm sự chuyện nhà, chuyện đời, chuyện xã hội đó, nói chuyện đủ thứ chuyện và làm cho chúng tôi rất thoải mái về tinh thần. Rồi sau đó là chúng ta đến, chúng tôi được thư giãn thêm một cái nữa là thư giãn về gân cốt. Xin cảm ơn quý vị. Dạ thưa, tôi thì có hai kinh nghiệm bản thân mà chắc là rất là thông thường với tất cả chúng ta. Tức là tôi bị cao máu, tôi tập ở đây 5 năm và trước đó chắc bị cao máu cũng khoảng mười mấy năm. Và luôn luôn là mặc dù uống thuốc nhưng mà vẫn cứ khoảng 140-150 số ở trên. Thành ra thuốc men không ăn thua gì cả. Và tôi tập đều đặn như vậy thì thấy 6 tháng, trong 6 tháng tôi đo máu thường xuyên thì luôn luôn là ở một cái mức độ rất tốt đẹp. Và đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là trước khi tập đó thì bắt đầu mỗi khi đang thế này mà muốn với cái gì lên cao ấy, ôi đau quá, cái đau nhói ở bên vai. Thì tập chừng 2 tháng thì cái đau đó biến mất, lúc nào cũng mình cũng không để ý nữa. Ở đây thì là đó là hai điều. Nhưng mà ở nhà thì tới đây là chơi vui. Cái gì tập là phải ở nhà. Tôi là đệ tử mới nhất của trong nhóm sinh đạo. Tôi trước hết là tôi xin thật thật cảm ơn một số quý vị đã khuyến khích tôi đầu tiên. Người đầu tiên là anh Đức huấn luyện viên, người đã khuyến khích tôi khi gặp tôi tại nhà bái. Cái người thứ hai mà khuyến khích tôi là xã tôi. Khi tôi về nhà tôi nói chuyện, rồi tôi đến nhà anh bái gặp anh Đức khuyến khích tập dưỡng sinh, thì bà lại có vẻ phấn khởi và chính bà khuyến khích tôi. Vì bà là một người rất là siêng năng về tập. Và người thứ ba tôi cảm ơn là anh Hùng, chủ nhân ở đây, rất là vui vẻ và cởi mở với chúng tôi lần đầu tiên. Và cùng toàn thể các bạn ở đây, các quý vị ở đây, khi hai chúng tôi đến đây thì quý vị đã niềm nở đón tiếp, khiến cho chúng tôi có một cái tinh thần phấn khởi và tiếp tục theo dõi. Người kế tiếp là quý vị huấn luyện viên ở đây đã hướng dẫn cho tôi sau những cái buổi tập luyện đầu tiên đấy. Tôi thấy rằng tôi rất là phấn khởi và để tiếp tục theo buổi dưỡng cái bài tập dưỡng sinh này. Thì trong 3 tháng đầu tiên tập thì tự nhiên tôi cảm thấy tôi có một biến đổi trong thể chất. Thì trước kia tôi bị cái bệnh là không hiểu cái bệnh ấy là cái tật, khi ngồi xuống chừng 5 phút đứng dậy thì tôi cảm thấy xây sẩm mặt mày. Vì thỉnh thoảng tôi vào thư viện á, tôi hay tìm sách, thì ngồi xuống dưới tìm những cái phần kệ sách thấp ở dưới, phải ngồi xuống, chừng như đứng dậy thì thấy mình chóng mặt. Tôi gặp bác sĩ gia đình và tôi hỏi nhiều lần, thì ông nói là, ôi, lớn tuổi rồi thì cứ bị cái đó hoài, không sao đâu, đừng lo. Nhưng mà tôi cũng lo thật, nhưng thấy khó chịu. Thì sau thời gian 3 tháng tập dưỡng sinh, tự nhiên nó biến mất. Và tôi về tôi nói lại với nhà tôi nhiều lần, tôi nói là bây giờ cái tật đó tự nhiên nó không còn nữa. Thì cái đó là một cái điều rất là phấn khởi. Thì hôm nay nhân dịp cuối năm cũ bước sang năm mới Vĩnh Phúc, một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn
ông Hùng cảm ơn quý vị huấn luyện viên và cảm ơn toàn thể quý vị ở đây, đồng thời cảm ơn bà xã tôi đã giúp cho tôi theo đuổi lớp điều trên đây. Xin cảm ơn quý vị. Ngồi đứng. Trước hết tôi xin chào quý bà, rồi đến mời quý ông. Tôi xin đồng ý tất cả những cái nhận xét của các anh trước đây. Và cái tôi cũng có cái cảm nghiệm rất là có kết quả. Và nhờ cái kết quả đó thì tôi đã truyền lại cho bà xã của tôi đang ngồi trước mặt tôi đây. Và bây giờ bà xã, bà trở nên là ghiền rồi, gọi được là ghiền. Tất nhiên là mỗi buổi sáng mà không tập là thấy khó chịu và cảm thấy có một cái gì thiếu thiếu, vì thế là phải ưu tiên dành mọi cái thời gian để tập. Qua cái đó rồi thì tôi thấy nhờ cái tôi tham gia cái chương trình cái tập này á, là từ cái ngày mà anh Hùng cho khai sinh của cái bài tập này, có lẽ là đề lục hay là đề lục trên đề lục ra anh Hùng đề lục chu niên hả? Nhiều chứ, rồi đến 10 năm á. Mà qua đó thì mà chính nhờ cái đó chúng tôi mới có cái tin bàn. Dạ, nhưng mà không có cái bài tập thì làm sao mà chúng tôi biết được các anh ở đây ai là ai đó. Cái đó rất là quan trọng. Và như anh Bái đã nói, nhờ cái đó chúng ta có một cái tinh thần sảng khoái. Và tôi khoái nhất là đến sớm hơn một chút để bàn chuyện thời sự trong nước, ngoài nước, rồi trong cản chó, chó cản xe, nghĩa là mình nói lung tung mà. Mà nhờ cái đó nó thoải mái tinh thần. Và cái người mà cảm ơn nữa, tôi cảm ơn anh chị Hùng là cái người mà đã cho chúng tôi đến đây mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật, là cái thời gian mà cần thử im lặng á. Nhưng mà anh chị đã hy sinh mở cổng sớm và chúng tôi đến giờ nào thấy cái cổng đã mở rồi và chúng tôi không ngại ngùng để vô. Thì rất là cảm ơn anh chị Hùng. Dạ. Tôi xin giới thiệu ở người cạnh bên tôi, cái tài xế là nhà tôi. Cảm ơn anh. Hôm nay cũng đến giữa cái buổi tất niên của chúng ta. Nhà tôi cũng có một đôi lời để chia sẻ với các anh các chị hôm nay. Tại sao nhà anh lại đại ở gần nhà anh Hùng? Kỳ vậy, sao bán cái vậy? Tại sao bán cái? Các anh các chị, cái này là một sự áp bức, tôi cũng không biết nói. Không vậy, chị phải nói là một sự khủng bố. Đúng rồi, dạy từ mới. Dạ, hấp bức này tôi nói xong là anh có mang tội đó nha, có tội đó. Dạ thưa, thì tôi học múa gậy thì đúng ra là tôi không có tới đây hàng tuần, nhưng mà nhà tôi hướng dẫn. Rồi hàng ngày tôi cũng cố gắng tôi tập. Và tôi thấy nó rất là giúp đỡ về cái vấn đề sức khỏe. Khi tập á, theo tôi kinh nghiệm đó, khi tập tôi thấy để cho cái tinh thần nó thoải mái. Mà hình như trong cuốn sách đó cũng có nói cái vấn đề đó. Và khi tinh thần thoải mái thì tôi tập tôi thấy nó khỏe lắm. Và tôi không có cái thời giờ tập buổi sáng. Buổi sáng tôi đi lễ thành ra không có cái thời giờ tập đó. Nhưng mà trước khi đi ngủ đó, tôi tập 15-20 phút. Rồi sau đó tôi còn tự cử cái tạ nữa. Thì lên ngủ một giấc tới sáng luôn. Và thành ra cái sức khỏe nó rất là... tạm được. Mặc dầu tôi ngủ trễ và sáng phải thức dậy sớm, nhưng mà ngủ một giấc luôn tới sáng, không có thức giấc nửa đêm. Cho nên cái đó rất là ảnh hưởng. Với lại tay chân nó dẻo dai luôn. Và thưa các anh chị, hình như lớn tuổi các anh chị em hay bị đau cái đầu gối. Chính tôi cũng bị cái đó. Nhưng mà nhờ tập cái này, và phải nói rằng cái vấn đề này phải chịu khó. Tập luyện là tôi nghĩ phải chịu khó và thường xuyên. Thường xuyên trên nay tập mai nghỉ tôi thấy không có kết quả. Và tôi thấy mặc dầu tập thường xuyên, những lúc nào mệt lắm á, tôi cũng tập dài ba cử động, nghĩa là cho cái cơ thể nó uyển chuyển, cho nó giống như nó circulation cái máu trong người mình á, thì tôi thấy rất là giúp. Có cái là tôi không đi theo nhà tôi mỗi tuần được, nhưng mà tôi vẫn tập hàng ngày, tôi cố gắng tập hàng ngày. Thưa chỉ có vậy thôi, nhà tôi nói vài câu thôi. Thank you.
Kính thưa các anh các chị, trước hết thì xin phép các anh các chị để em được nói là em vì lý do là có lẽ tuổi đời cũng như là tuổi về dưỡng sinh với các anh các chị thì là mới nhất. Như anh Bái lúc nãy nói trẻ chứ chắc có lẽ là em trẻ hơn. Dạ vâng. Thì để trong cái tâm tình đấy em xin phép được chia sẻ với anh chị trước hết trong những ngày cuối năm. Và trong cái tâm tình với anh Hùng, với anh Đức trước đây, thì em cũng như các anh các chị và riêng bản thân em thì là cảm ơn bề trên, Thượng Đế đã cho em cái cơ hội để gặp lại các anh các chị ở đây. Mà rất là lạ lùng, cái chuyện của chúng em thì nó hơi dài một tí, nhưng mà một cái chuyện nó cũng lạ lùng để được gặp anh Đức, rồi từ đấy gặp anh Hùng, anh em mấy chục năm mà không ngờ rằng là anh Hùng lại có cái dạy dưỡng sinh. Mà em á thì cách đây 5 năm thì trên đường ra nghĩa địa, có nghĩa là bị sốc bất ngờ, không nghĩ đến. Cái sốc thì các anh có biết là đến không biết, thành thử ra là 3 ngày 3 đêm nằm chết, rồi sau đó tỉnh lại thì người nằm liệt rồi. Rồi sau tỉnh lại nữa thì mới ngồi lên xe lăn. Và có nghĩa là hết đi làm rồi, mà em thì làm cái nghề hút rác ở trường Hà Bắc. Rồi họ cấp cho cái tiền mà ông Vinton ông phát cho mình á, thì em bảo thôi bây giờ tôi còn nặng nợ quá này, họ cấp rồi thôi để cho tôi đi làm thử. Thì em đi làm, em cứ đi làm, thì không biết là sao về trên thương á, thay vì mình đi xe lăn cứ đi làm thì dần dần nó hồi. Rồi cũng một chuyện rất là vô tình, cách đây hơn một năm anh Đức thì gặp anh Đức ở trên Orange. Anh Đức mới nói chuyện, anh em nói chuyện làm rồi lại được tin của anh Hùng. Chính anh Hùng là người gọi em. Thì hôm nay phải nói là cảm ơn về trên, cảm ơn Thượng Đế cho em gặp lại các anh các chị, được gặp các anh các chị ở đây. Ý của chúng em muốn biết á, tức là ý em muốn là ngoài việc bản thân ra mình muốn tập để có lại cái sức khỏe, thì trên em á, em muốn gọi là cái vùng hỏa tuyến, vì trên em là cái ở dưới này các anh các chị được hưởng mát mẻ, thì chúng em ở trên kia là cái vùng là sa mạc, tức là San Bernardino cách đây khoảng 2 tiếng thì nó nóng này, thì anh em là ở trên nó xa, cho nên là cũng có một số người Việt thì muốn quy tụ với nhau. Vừa rồi anh Bái có nói là ngoài cái chuyện mà chúng ta đặt ra sức khỏe, nó có một cái điểm quan trọng, tức là hôm nay em cũng có chia sẻ với anh em là chúng ta đây vừa được thể lý lại được tâm lý, thành thử ra nó chữa được 2-3 thứ bệnh. Mà cái điều đó là cái điều mà quan trọng nhất đối với tuổi già của mình, thì ra em mới nói với chia sẻ với anh Hùng để có dịp xin, có lẽ hôm nay em đến đây thì xin các anh các chị nhiều. Thứ nhất là những các anh các chị, trước hết là anh Hùng, rồi sau đó các anh các chị huấn luyện viên có thể giúp cho anh chị em chúng em ở xa có một cái cơ hội để cũng được giống như các anh các chị ở đây. Thì trước hết là ngày đầu năm, gần tới ngày đầu năm thì bản thân em cảm ơn trời đất đã cho em có cơ hội được gặp các anh các chị ở đây. Và sau đó xin các anh các chị cũng cầu nguyện và xin Thượng Đế thương anh chị em chúng em ở xa. Hàng tuần mình chịu khó ra bờ biển một chút nữa để mà hưởng cái gió biển, thì tôi tin chắc rằng cái sức khỏe sẽ rất tốt. Đó là tôi, cái ý kiến của tôi, và tôi đề nghị và tất cả các anh em bạn già, nếu mà tất cả ai có cái hoàn cảnh, có thì giờ bây giờ mình già rồi, mình nhiều thì giờ lắm, retire hết cả rồi, nên ra bờ biển hưởng gió biển, mà nhất là sang Diego chúng ta không mất tiền. Tôi xin chấp nhất. Em xin có một cái thắc mắc về hôm nãy chị có nói đó, mà là cao huyết áp á, hạ tập nó giảm, nhưng rồi đấy khi mà em có cái động tác để cúi lưng đó, thì vì em cũng bị cao huyết áp đó, vì mặc dù bây giờ đã sốc rồi nhưng mà nó vẫn còn, thì em thấy người nó hơi khó chịu. Vậy thì cái động tác đó nó có ảnh hưởng nhiều cho những người cao huyết áp không? Nhiều đấy.
anh Hùng với nhà thờ đó, anh Hùng. Anh Hùng có nói về vấn đề khi nào mà thấy mình cái ngày nào hơi yếu yếu đó, cảm thấy người không có ngày nào mà mình thấy hơi yếu yếu, mà người mình không đầu óc hơi lơ lửng đó, thì có thể mình giảm bớt hoặc mình tránh đừng có làm cái động tác đó. Mà có thể là anh tập chậm 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 hơn. Thì tất cả các động tác đều là làm cho ý huyết mình lưu thông, thì tôi tin như vậy. Thành ra cái cao huyết áp là nó cũng là khí huyết mình lưu thông thì nó giảm bớt. Chứ còn những động tác nào mình cảm thấy thế này thế kia thì mình chịu khó mình điều hòa. Trường hợp của anh đó tôi có thể chia sẻ được, là vì tôi là cái người tập võ thuật. Trước khi vấn đề mà bị anh cao huyết áp mà bị chóng mặt á, thì chúng tôi phải tập thở trước. Vậy cái đó tôi sẽ tùy cái trường hợp, tôi sẽ hướng dẫn riêng tùy cái thể trạng của mỗi người. Cái trường hợp của anh thì rất là dễ. À, bây giờ nếu có anh nào có ý kiến gì nữa không? Có. Đây. Con Phước đây. Kính chào tất cả các anh các chị. Tôi ở xa lắm, mà trước đây tôi ở đây, tôi nói về tôi chút xíu. Trước đây ở đây, rồi sau đó tôi thấy Hùng ở đây biết chán quá, tôi muốn gặp bà cảnh, tôi đi chỗ khác. Bây giờ đó thì lâu rồi nó cũng nhớ, nên quay trở lại gặp bạn Lợi. Nên là trước đầu năm cũng chúc tất cả các anh chị được nhiều sức khỏe, sống an vui và sống trong tình thương với nhau. Và kế đến thì tôi cũng được may mắn là cũng có đi học, cũng được cái giấy chứng nhận là mình có khả năng để mình chỉ cho anh em quyết định á. Thì ở đây cũng chia sẻ với anh em chút xíu về vấn đề nói chung thôi, chứ không có nói về vấn đề riêng cho một cá nhân nào hết. Thì theo tôi nó thì cái tập dưỡng sinh này á, nó cao, cái kết quả nó cao nó thấp là tùy theo cái cách tập của mình. Nhưng Đức có nói là cái hít thở là cái chuyện đầu tiên. Nếu mà trong cái bộ, cái tờ giấy mà anh Hùng gửi cho mình thì nó có những cái gì, cái hít thở là hoảng gì ố gì tụi lương lam đó, không có những cái câu như là nó cho biết những cái cách thích, những cái hành động thôi, là nó sẽ ảnh hưởng trong cái cơ thể như thế nào. Động tác là cái đó rất là quan trọng. Thứ hai đối với tôi nó thì 12 cái động tác mà mình mấy ở trên kia đó, 11 đó, thì mình nên làm theo thứ tự đó. Vì nếu mình đứng nghỉ thêm chút xíu nữa đó, mình thấy nó đi từ bộ phận trong con người mình từ bước 1. Mình không nên nhảy giọt, không nên là mình thấy bữa nay mình đau chân, mình chỉ tập bộ chân không, không đúng. Bởi vì nó thiếu đi cái kết quả không có cao. Nó cứ theo thứ tự bắt đầu đi tới cái đầu, rồi lưng, rồi bụng, rồi đủ thứ hết. Rồi cái cuối cùng đó, như các anh có, anh đã nói là cái vòng càng khôn nó làm cho mình thoải mái, hiệu quả thật. Cái đó là cái kết quả của 10 cái động tác trên, nó mới đem tới động tác cuối cùng. Nó nếu mà không có đó, thì máu mà nó chảy, nó nghẹn cái, nó là nó FP con tre là cũng hơi kẹt chút xíu hơn. Thành ra thật sự đó, theo qua những cái mà tôi hiểu biết, mình tập thì có những cái động tác như nãy anh biết hay là mình đây không ai là bác sĩ hết, mà không ai dám nói là phải tập cái nào mà bỏ cái nào hết, có biết. Còn cái chuyện mà mình tập mà kết quả đó, thì thật ra mình tập nó là mình tập thôi, chứ còn cái kết quả là mình cũng hy vọng là nó có kết quả cho mình thôi. Còn nó xảy ra như thế nào thì đâu có ai biết trước được. Do đó thật sự cái bộ môn này tôi đã đi nhiều chỗ, gặp nhiều người, tất cả đều hồi đó giờ nó tôi thấy nó cái này mình nói nghe chơi cuối năm nói thôi, cái đầu năm không dám nói đâu nghe. Là đó tôi chưa thấy ai mà chết mà bị tập cái gậy nữa đó. Nhưng mà những người chết mà bị tập là chết cái gậy chết liền nha. Chứ còn những người nó mà không có tập đó, nhiều khi không chịu chết. Nó bị cà giật nó kéo dài năm nó khổ lắm. Nên cái này mà tập này nó đàng hoàng mà lũ mày rồi. Lỡ mà Chúa hay là Phật gì mình nói trời nó mà gọi là chết thì rớt liền nó khỏe lắm. Tôi gọi là chết lành. Cái đó cũng là một cái mà đó mình thấy chưa nghe nói nào mà tập cái dưỡng sinh mà nằm liệt nhiều năm không có nhé. Gãy chân rồi nói quá trời. Tôi bị gãy chân, mà không nói người gãy chân mà gãy chân đóng tôi bị cái miệng phải không? Cũng nói dưỡng chơi thôi, tôi dưỡng chơi lắm ha. Thành ra hồi nãy mà nghe anh gì anh nói mà giờ vợ tôi thích cái gậy hơn tôi, rồi tôi hết cười. Thấy không? Mê gậy hơn, mê tôi rồi tôi thấy cũng thấy cũng vui rồi đó nghe.
rồi chương cuối cùng thì có những cái động tác. Tới cái chương trình này nè, theo tôi nó có hay, nó có giỏi hay bất cứ cái nào đó, nó cũng đều là bỏ hết nếu không có anh em tham dự. Do đó cái sự có mặt của các anh em, các anh chị em rất là quan trọng. Vì cái có mặt mình nó làm cái phong trào mình nó vừa vui mà vừa khỏe, như mình nói dưỡng sinh khỏe, dưỡng sinh đẹp đó. Đẹp thì ai cũng đẹp hết rồi, nhưng mà đều làm cho nó vui thêm. Do đó tôi ở xa, hôm nay tôi nhớ các anh các chị tôi ghé, thì tôi cũng xin chúc các anh các chị tiếp tục thường xuyên gặp nhỡ nhau vậy đi ha. Gặp gỡ nhau đó nó giải quyết nhiều việc lắm. Mà trong cái việc đầu tiên đó là mình có giận nhau, mình có dịp gặp nhau mình chửi thẳng với cọ cày nói qua người khác. Chắc hết. À, chắc cái phần mà chia sẻ chúng ta đã không có anh em chị em nào nữa hết. Tôi xin mời anh Hùng và chị Hùng. Và chị Hùng ra đây. Chị Hùng ơi. Mời chị Hùng. Mời anh Hùng. Mời anh Hùng, mời anh Hùng và chị Hùng. Mời anh Hùng và chị Hùng ra đây. Trước trước anh em. Và đây có một cái việc đặc biệt là anh Lộc sẽ đại diện cho tất cả chị em ở đây để ngỏ lời cảm ơn và trao quà cho anh chị. Có gì quà cáp nữa. Có lỗi, có lỗi, quà. Có lỗi, nãy nói gọi. Anh chị đã giữa chứ thôi được. Thôi được rồi, đừng đo cũng được. Thì cảm ơn quý vị. Chúng tôi trước hết thì cảm ơn anh chị Hùng. Là vì là chúng ta cũng biết rằng nếu không có anh chị Hùng thì chúng ta cũng không có cái sân tập này. Mà nếu không có chị Hùng thì anh Hùng cũng không có can đảm để mà đứng ra đứng mũi chịu sào cả trên 10 năm nay ở cái sân tập này. Quý vị cứ thử tưởng tượng thôi, một năm chúng ta có 52 ngày chủ nhật mà chúng ta đã ở trên sân này tới trên 10 năm. Có nghĩa là nếu mà tính theo ngày thì chúng ta có tới 520 ngày liên tiếp ở nhà anh Hùng. Một sự cố gắng phi thường mà anh em chúng tôi không ai làm được. Chúng tôi phải công nhận rằng là với sự thiện chí, với sự can đảm, với sự quyết tâm của anh chị đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi xin đại diện cho tất cả các quý vị ở đây có một chút quà để biếu anh chị, gọi là tất niên của cái nhóm hội chứng sinh chúng ta. À, anh Đức ơi, anh đưa dùng tôi cái món quà nhỏ này cho anh Hùng. Bởi vì anh Hùng mà, anh Hùng thì chỉ được hưởng món quà nhỏ thôi. Rồi cái món lớn thì chắc chắn là phải đưa chị Hùng rồi. Tôi bây giờ xin mời chị Hùng món lớn. Xin mời, xin mời, xin mời chị Hùng với anh Hùng mở quà cho tất cả mọi người coi. Để lấy bớt cái ghế đây đi. Quanh sở dĩ chúng tôi thay mặt anh em ở đây tặng anh Hùng cái đồng hồ này. Bởi vì anh Hùng là một người rất là đúng giờ. Đúng giờ đấy. Đồng hồ này thì rất là đặc biệt, đó là loại đồng hồ gọi là Atomic. Thì chỉ không bao giờ nó sai. Người ta nói là cả trăm năm nó không sai được thêm một giây. Cái tự động là nó xét giờ, tự động là nó xét ngày, không bao giờ sai cả. Biết anh cho cục pin vô là nó chạy à? Trước hết chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý chị, quý anh qua những lời chia sẻ vừa rồi. Và tôi thì thường có nhiều dịp chia sẻ với quý anh, quý chị. Hôm nay xin lỗi là có nhà tôi đây, xin nhà tôi phát biểu vài lời. Đúng rồi. Bán cái nữa. Trước hết xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị đã đến để dự một lễ tất niên cho nhóm gậy dưỡng sinh.
và xin chân thành cảm ơn anh chị Văn, anh chị Huynh là hai người bạn rất xưa của nhà tôi, đến hôm nay mới gặp lại. Kính chào. Dạ. Và hôm nay thì trong đó có các chị đã góp phần cho bữa ăn sáng hôm nay, thì xin chân thành cảm ơn các chị. Và hôm nay chủ nhà xin tặng cho các bác, các anh chị nồi súp và xôi hết. Dạ, tôi bây giờ trong thời gian để chuẩn bị. Xin mời anh Bái hướng dẫn Hóa Hồng. Yeah. Trong khi chuẩn bị, xin mời anh Bái hướng dẫn về vấn đề văn nghệ. Chị lấy thức ăn, thì xin mời anh Phong Bái. Bây giờ thì tôi có gửi cho anh Hồng và anh Hồng đã có photocopy một cái bài, hai bài, trong đó bài thứ nhất bài Ly Rượu Mừng và bài thứ hai là bài Đón Xuân. Nếu các anh chị nào mà biết hát ít nhiều thì mọi người nhận một cái tờ giấy và chúng ta cùng hát. Cái bài nào mà quý vị biết thì quý vị hát to lên, còn bài nào mà cái đoạn nào quý vị không biết thì quý vị hát nhỏ lại để cho cố gắng hát nhỏ, hát to thì nó hay thôi. Bây giờ tôi cầm đàn và tôi bắt đầu tôi hát, và quý vị tập trung vào đây. Đây ngồi đứng đây cho mát này. Nó làm biếng chụp lắm chị ơi. Rồi đứng đây cho mát. Bây giờ mời. Đó mình đứng đây đi, Xin mời anh Đức Định không anh nữa, anh mời chị Hương. Rồi, càng gì càng đông càng nhiều, mời chị Do luôn. Mời luôn, càng nó càng đông. Tôi trình bày là bài Ly Rượu Mừng và bài thứ hai là bài Đón Xuân. Bây giờ mời quý vị cùng nghe. 1, 2, 3 Xuân ngân chén ta chúc lời lời mừng anh hồng phu vui lúa thầm hơi, người thương ta lời từng người công nhân ấm no, từ lâu không còn mang thương lệ nhòa, và một sớm quê hương bước con thề hòa nỗi yêu thương. Thank you.
bài thứ hai luôn trong bình minh muôn ngàn chim hót vang mọi nơi, em trong tiếng cười cho yêu đời tình xuân đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kia trong bạc nắng, mặt xuân chạm mà nghe gió về đang tiếp tha như tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày tháng bóng quen lời than, sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân đồng, kiếp qua chẳng phải đời hương phấn. Nào ai hứng ngờ, xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tôi có. Nghề rồi ba học ca vừa nghề dựng sinh hát hay quá rồi, hy vọng lần năm thấy cái bài này không chập ngày nào mà giờ đúng rồi lại chập nữa đó thì ca còn bể hơn quá rồi giật vô thì chắc là còn bể hơn nữa. Còn là những ca chưa có lên mà đã xuống chưa có đợi những ca đang lên những ca chưa lên mà đã xuống rồi quê ông chú quê ông chú em mua bà trả tới đây là cũng được cho bà tập lên tại vì ông bà lên ông chỉ đấy từ nhập nào em chưa có lên bắt đầu từ chị ca đấy xưa hay hãy có gì đó chị bây giờ đây mình thả đây thì con có thuế Xuôi dòng đại dương có em tin sông hồng dâng sông xuôi trên nguồn vẫn vơ nắng quái vương trên phù sa có những cô thôn mở xa đón bầy dân đánh ca ngày qua trai gái sống vui một miền quanh năm anh cuốc em liềm vui tới ruộng mùa chúa chiêm từ thượng du nước trôi về Trung Châu tấm hôm đồng ruộng sâu bên người áo nâu dài
miền Trung vọng tiếng. Em sinh em bé tên là Hương Giang, đêm đêm cua ảnh trắng vàng mà oh.
ban nhạc nghệ hát bây giờ đúng hay quá, 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 Rồi đi thẳng tới đây, đi thẳng tới đây. Vậy đi thăm nuôi với bà xã tôi, anh là ai mà đi thăm nuôi với anh? Rồi thôi, rồi cảm ơn anh nha. Rồi lên đi em. Rồi lên xe. Mấy bà bạn cũng rủ xuống đây ở hoài chứ. Vậy hả? Bà Sương á. Thấy hả?